chiến lược kiểm soát bóng của huấn luyện viên Trussier so với đội tuyển Nhật Bản cao như thế nào? Thưa quý vị, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng thống kê sau trận cho thấy Nhật Bản không quá áp đảo so với Việt Nam. Trong đó, các Samurai xanh có tỷ lệ kiểm soát bóng 59%, dứt điểm 15 cú so với 41% và 6 cú dứt điểm của Việt Nam. Đáng nói, thông số của thầy trò huấn luyện viên Trussier ở trận này đã được cải thiện rõ rệt so với khi Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt trận cuối cùng vòng loại 3 World Cup 2022 hồi tháng 3 năm 2022 trên sân khách. Khi đó, Việt Nam chỉ kiểm soát bóng có 27% và tung được một cú sút trúng đích, chính là cú đánh đầu thành bàn của trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản dứt điểm tới 24 lần và 8 trong số này đi trúng đích. Với những gì đã thể hiện trước Nhật Bản, đoàn quân của huấn luyện viên Trussier hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào tấm vé đi tiếp tại ASEAN Cup lần này.